Việt Nam là một trong số ít quốc gia dành một ngày để tri ân những người làm nghề giảng dạy. Nhưng với giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, đây là một trải nghiệm lạ lẫm nhưng đáng nhớ. Họ có cảm nhận như thế nào về ngày đặc biệt này? Chúng ta cùng nghe tâm sự về chuyện nghề, cảm nhận của họ về ngày này. Mới sang Việt Nam được một năm, không chỉ được tận hưởng không khí ngày lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mà tự tay đón nhận những bó hoa, tấm thiệp cùng những lời chúc của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp dành cho mình, khiến cho thầy Gary David rất xúc động. Tôi thấy Ngày Nhà giáo là một ngày rất tuyệt vời. Truyền thống có Ngày Nhà giáo là thực sự rất ý nghĩa. Quốc gia của tôi không có ngày này. Chứng kiến sự tôn trọng mà tất cả mọi người tại đây dành cho thầy cô giáo thật tuyệt. Tôi có thể cảm thấy sự tôn trọng giáo dục, tôn trọng tương lai của trẻ nhỏ trên khắp cả nước. Thực tế, ngày hiến chương các nhà giáo ở các nước không phải không có. Tuy nhiên, để trở thành một ngày hội thì lại là đặc trưng riêng có của người Việt Nam. Mỗi cấp học, lớp học, thậm chí là mỗi cá nhân sẽ có cách bày tỏ khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một ý niệm, đó là lòng tri ân, sự biết ơn, trân trọng đối với thầy cô. Đây chính là điều khiến giáo viên nước ngoài đang công tác tại Việt Nam thích thú. Giảng dạy tại Việt Nam là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Chứng kiến học sinh của mình trưởng thành và phát triển khiến tôi cảm thấy có thành tựu. Trong khoảng thời gian này, bản thân tôi cũng trưởng thành thêm rất nhiều. Con chúc các cô mạnh khỏe và hạnh phúc và xinh đẹp. Con chúc các cô mạnh khỏe, con chúc các cô vui vẻ, con yêu các cô. Được tặng hoa, tặng thiệp và nghe lời cảm ơn từ học sinh, phụ huynh về những công việc mình đã làm, đó là niềm xúc động rất lớn đối với các giáo viên nước ngoài. Qua đó còn giúp họ hiểu hơn và thêm yêu nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Truyền thống tôn sư trọng đạo.